Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Cục đăng kiểm Việt Nam một số những nội dung liên quan đến kiểm định xe cơ giới. Theo đó, ô tô nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi bán ra thị trường cần phải xem xét để miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu. Cùng với đó, cục cảnh sát giao thông cũng đề nghị đa dạng hóa các hình thức kiểm định, thay vì chỉ giao cho các trung tâm đăng kiểm, nghiên cứu để giao việc kiểm định cho các cơ sở bảo dưỡng, bảo hành chính hãng đủ điều kiện. Mặt khác, nếu miễn kiểm định lần đầu sẽ giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho người dân. Cũng theo đề nghị của cục cảnh sát giao thông, cục đăng kiểm Việt Nam cần nghiên cứu để quy định trách nhiệm của chủ phương tiện trong bảo dưỡng sửa chữa phương tiện của mình tránh tình trạng nhiều phương tiện bị trục chặt kỹ thuật dẫn đến tai nạn hoặc chết máy gây ủn tắc giao thông làm thiệt hại thời gian nhiên liệu cho các phương tiện khác